Đau, đau, quá đau. Ai muốn xây nhà mà bị người khác nhận xét là bất tiện, nóng, cầu kỳ rồi xấu, chưa xây xong đã lỗi mốt rồi đâu. Mà ai cũng có một giấc mơ, đó là ngôi nhà bề thế, chất lượng, 10 năm không bị lỗi mốt, để còn vinh dự, để còn tự hào với vợ con, còn làng xóm nữa chứ. Nhiều bác đau mà còn chả biết mình đau ở đâu, cứ làm từa lừa, đến lúc xây xong rồi mới thấm ạ. À. Ai cũng phải cố gắng lắm thì mới có được một sản phẩm đẹp. Riêng với chất của mình, căn nhà vườn mái thái dạng tân cổ điển này anh đạt ở Thanh Hóa bảo với Kisato như vậy, chắc anh cũng đã trải qua rất nhiều thăng trầm đó mà tin tưởng công ty thiết kế và thi công. Công trình 10 năm không lỗi mốt này có mặt tiền là 9m, chiều sâu là 11m, tổng đầu tư chưa đến 1 tỷ, quá mãn nguyện các bác ạ. Cả về chi phí lẫn sự sung sướng rồi, bên trong ngôi nhà rất xung vầy và an toàn. Các bác cố gắng tìm ra long mạch để sở hữu ngôi nhà xịn luôn còn năng lượng cao các bác nhá